Chúng tôi xin phép được công bố lượt bình chọn của ban giám khảo sinh viên với tỷ lệ 10-2 nghiêng về Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng các bạn. Lượt bình chọn đầu tiên của ban giám khảo xuyên suốt chúng tôi xin phép được giữ lại. Les Green Initial tên rất hay, thì có một cái phần mô tả dài khoảng độ 5 dòng mô tả lại làm sao để nó vang lên và mọi người hiểu ngay là dự án của em là dự án về điều gì. Tụi em xin viết lại phần mô tả của fanpage Let's Green New Tour là chuyển giao mô hình hướng tới hệ sinh thái đại học xanh. Quá nhanh, quá giỏi. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giám khảo Trần Tuấn Minh và phần đặt câu hỏi dành cho trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cái kế hoạch để các bạn đưa ra cái sản phẩm tới thị trường một cách nhanh nhất đó là như thế nào? Trong 2 tháng tiếp theo thì nhóm sẽ kết hợp với các dự án cũng làm màng bọc hữu cơ trong trường, hoàn chỉnh cái quy trình hơn để có thể rút ngắn cũng như là đưa ra một cái mẫu thử hoàn chỉnh nhất. Và trong cái giai đoạn từ 3 đến 6 tháng tiếp theo thì nhóm sẽ đưa cái mẫu thử đi kiểm định. Trong 6 đến 9 tháng tiếp theo sẽ là giai đoạn mà nhóm giảm chi phí sản xuất nhờ vào cái nguồn nha đam mà nhập từ cái doanh nghiệp hợp tác. Nhóm tin chắc rằng trong 1 năm tiếp theo thì nhóm sẽ có được sản phẩm hoàn thiện để đưa đến tay người tiêu dùng. Sau 48 tiếng rồi lại thêm một vòng trình bày và phản biện nữa, chắc hẳn các bạn đã rất mệt rồi đúng không ạ? Thì mỗi một đội đều có một cái thế mạnh riêng về phần dự án hoặc là về phần sản phẩm. Nên là xin chúc mừng các bạn một lần nữa. Rất là ấn tượng bởi cái sự trung thực của các đội. Ví dụ như đội Bách Khoa thì có một cái câu chuyện thú vị, đó là cho một người nổi tiếng đã trải nghiệm sản phẩm. Anh ấy cho là sản phẩm này không đạt yêu cầu, chúng ta còn nhiều thứ, nhiều việc cần phải làm ở phía trước. Nhưng chị vẫn luôn nghĩ rằng là ý tưởng của trường cũng như là cái dự án này của đội các em là rất có giá trị. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, những người tự nhận mình là dân chơi nháy nháy, mà dân chơi bây giờ là bạn đóng góp được điều gì cho xã hội này, bạn làm được dự án gì, bạn hãy tự hào là giúp được bao nhiêu người. Tại dân chơi này đang có một cái dự án rất là, chị nghĩ là hoàn toàn khả thi và vô cùng có ý nghĩa với cộng đồng. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay đến từ phía chương trình sinh viên thế hệ mới năm 2024. Nếu như các bạn có cơ hội được tiến sâu vào vòng chung kết, các bạn mong muốn được lan tỏa giá trị gì và sẽ thể hiện dự án của mình sẽ lên một tầm cao mới như thế nào? Đầu tiên là tụi em sẽ khắc phục được những cái điểm yếu mà tụi em đã diễn ra trong cái vòng thí điểm này và tối ưu hóa cái quy trình của dự án. Ý thứ hai là thể hiện được toàn bộ sản phẩm ra cho mọi người thấy. Ý thứ ba là tụi em muốn mở rộng mạng lưới doanh nghiệp xanh, tiếp cận được đến với từng đối tượng doanh nghiệp. Tụi em muốn kết nối thêm được nhiều KOL, influencer để nâng cao độ nhận diện cho dự án cũng như là uy tín của dự án. Và cuối cùng tạo nên một cái cộng đồng sinh viên để các bạn có thể tham gia làm tình nguyện viên xanh. Dạ thì là câu đầu tiên trường Đại học Bách Khoa muốn gửi đến đó chính là không còn là ý tưởng mà là đến tay với người tiêu dùng. Cam kết là trong 2 tháng tới là tụi mình sẽ có mẫu hoàn chỉnh và được đem đi kiểm định an toàn. Tụi mình hiện tại cũng đã tính toán sơ qua được giá thành, thì sau khi mà tụi mình cố gắng giảm giá thành thì sẽ cố gắng đưa ra một con số chính xác nhất. Và câu cuối cùng của tụi mình đó là Bách Khoa bền bỉ quyết thắng. Mình đã coi được hết tất cả những cái báo cáo của các bạn làm ngày hôm nay và mình cảm thấy rất là wow. Một kiểu wow thật là lớn, tại vì các bạn làm rất là tốt và có thể là thực thi trong tương lai. Em thay đổi với cái phần mà lựa chọn của em từ đội UEH sang đội của Đại học Bách Khoa. Các bạn sẽ đem hứa rằng là sẽ trong vòng 2 tháng nữa các bạn sẽ đem tới cho xã hội này một cái sản phẩm xanh, đó chính là màng bọc từ nha đam. Và mình hy vọng rằng các bạn có thể thực thi hóa với điều đó và mình rất là mong chờ để có thể thấy được những sản phẩm của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ có 15 giây dành cho các ban giám khảo của chúng tôi đưa ra lượt bình chọn cuối cùng. Và bây giờ chúng ta đến với phần công bố kết quả của đêm báo cáo dự án vòng thực tế. Tại phần thi lan tỏa, đội chiếm ưu thế là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với một lượt bình chọn. Lượt bình chọn thứ hai, ban giám khảo sinh viên nghiêng về Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có hai lượt bình chọn. Tuy nhiên, cả hai ban giám khảo xuyên suốt của chúng tôi đã bầu chọn cho trường Đại học Bách Khoa. Như vậy là lượt bình chọn chung cuộc đang có tỷ số 1-1. Vậy là cơ hội đang là 50-50 dành cho cả hai đội thi. Và ở lượt bình chọn thứ ba thì ban giám khảo xuyên suốt của chúng tôi mỗi người một phiếu dành cho
hai trường đại học. Cho nên lá phiếu mang tính quyết định lại nằm trong tay ban giám khảo sinh viên. Lá phiếu đó đã dành cho Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là người đại diện Việt Nam tiến vào vòng chung kết sinh viên thế giới mở năm 2024.